Bài giảng chuẩn đoán hình ảnh chấn thương sọ não bằng chụp các lớp vi tính. Trong phần này nội dung bao gồm sinh lý bệnh, phân loại tổn thương, hai đặc điểm hình ảnh tổn thương, trong đó chia ra các tổn thương ngoài chụp bao gồm tổn thương xương, tổn thương mô tụ các khoang màng não. Còn tổn thương trong chụp thì bao gồm tổn thương đứt dây chụp, tổn thương đụng dập, tổn thương mô tụ, tổn thương dập nát, tổn thương chảy máu trong não thất. Các tổn thương thứ phát thì bao gồm tổn thương phù não thoát vị và các tổn thương di chứng. Các tổn thương mà trong chụp có thể gặp. Chấn thương sọ não là một cấp cứu ngoại khoa rất hay gặp, chiếm khoảng 50% tỷ lệ tử vong do chấn thương. Do vậy cần được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời. Nguyên nhân của chấn thương sọ não thì thường là do tai nạn giao thông hoặc là tai nạn sinh hoạt. Về sinh lý bệnh học, theo cơ chế tổn thương nó chia ra tổn thương trực tiếp và tổn thương gián tiếp. Tổn thương trực tiếp thì bao gồm tổn thương xương như là vỡ xương, tổn thương mạch máu gây ra máu tụ các khoang ngoài màng cứng, tổn thương thần kinh mạch máu gây ra những tổn thương đụng dập trong não hoặc là tổn thương máu tụ ở dưới màng cứng. Các tổn thương gián tiếp thì bao gồm tổn thương thần kinh mạch máu như tổn thương đụng dập, tổn thương máu tụ ở dưới màng cứng, tổn thương mạch máu như là tổn thương phồng não hoặc chấn động não, tổn thương vi mô, tổn thương sợi trục lan tỏa. Thì đấy là các tổn thương có thể gặp. Nên là cái cơ chế sinh lý bệnh tổn thương. Cách phân loại khác là cái phân loại theo tổn thương nguyên phát và tổn thương thứ phát. Thì tổn thương nguyên phát thì có thể là tổn thương ở xương, tổn thương chảy máu cái tụ máu các khoang ngoài màng cứng, tụ máu khoang dưới màng cứng và chảy máu khoang dưới nhện. Tổn thương trong trục thì có thể tổn thương sợi trục lan tỏa, tổn thương dập vi mô, tổn thương chất xám trong sâu hoặc tổn thương thân não hoặc chảy máu trong não thất. Các tổn thứ phát thì bao gồm tổn thương thoát vị, hậu quả của khối mô tụ trong nhu mô hoặc tổn thương thiếu máu để do khối mô tụ chèn ép gây nhồi máu, tổn thương phù não hoặc tổn thương bóc tách động mạch hoặc là tổn thương của cái thông động mạch xoang hang, tổn thương dây thần kinh sọ. Đấy là tổn thương thứ phát có thể gặp. Về chỉ mổ cấp cứu đối với chấn thương sọ não thường là đối với những máu tụ ngoài màng cứng cấp tính có triệu chứng, mô tụ máu dưới màng cứng mà khi mà đường chiều dày của mô tụ trên 50m hoặc đè đầy giữa trên 50m, hoặc là khối mô tụ gây một cái biến chứng ứ não thất cấp hoặc là một cái tổn thương chấn thương nhưng mà có lún xương sọ, đấy là những tổn thương mà có cái chỉ định mổ cấp cứu. Để chẩn đoán hình ảnh thì có các phương pháp thăm khám. Thứ nhất là chụp X quang, hai chụp các lớp vi tính, thứ ba chụp cổng từ và chẩn đoán chụp động mạch. Đối với chụp X quang trong thăm khám về chấn thương sọ não thì chủ yếu phát hiện các tổn thương xương. Ở đây là cái tổn thương vỡ xương và lún xương. Thì vỡ xương thì tức là một cái đường khuyết sáng mất liên tục làm gián đoạn xương. Thì đây, ví dụ như đây là một cái đường vỡ xương, xương vòng sọ, đường khuyết sáng mất liên tục. Thì đối với đường vỡ xương ấy, thì cần phân biệt với lại cái đường rãnh của đường khớp. Thì rãnh của đường khớp thì bao giờ trùng với vị trí của cái đường khớp, ví dụ như là đường khớp chán đỉnh hoặc là đường khớp đỉnh chậm, và cái bờ viền của cái đường khớp thì bao giờ nó cũng có nếp, nó giống như là đều đặn, có nếp giống như chỉ khâu. Còn đường vỡ xương thì nó không trùng với vị trí của cái đường khớp, và thứ hai là cái hình dáng bờ rất là sắc nhọn, gập góc và nó không mềm mại, nó không giống như hình của cái mạch máu ấn lõm trên cái bản trong của xương tầm sọ. Còn cái hình lún xương thì có thể là mảnh xương lún nó tách rời khỏi bản xương tầm sọ vào trong sâu, hoặc là cái mảnh xương lún nó vẫn còn dính vào trong, vẫn còn dính với lại cái xương tầm sọ. Trên X quang có thể phát hiện được tổn thương vỡ xương và tổn thương lún xương. Hoặc là một số dữ liệu gián tiếp trên cái tư thế chụp rondo thì có thể phát hiện dữ liệu gián tiếp của vỡ, ví dụ sàn của mắt, ví dụ như thấy dịch ở trong cái xoang hàm. Hoặc là trên cái tư thế vuông thì phát hiện các tổn thương vỡ xương vùng xương chẩm, rồi phát hiện tổn thương vùng sau cái đường vỡ vùng xương chẩm. Đấy là một số cái dữ liệu có thể phát hiện được trên cái chụp X quang. Thì đây ví dụ trên cái chụp X quang là có nhìn thấy vỡ cái xương. Thì đây trên cái tư thế thẳng thì đây là những đường sáng, đường khuyết sáng vỡ xương, nó là mất liên tục gián đoạn của xương, nó không trùng với cái đường khớp.
Ở trên thử thí nghiệm thì là cái đường võ xương đường khuyết sáng, nó rất là sắc nhọn và gập góc, nó không theo hướng của mạch máu mà theo hướng của đường khớp. Đây hình ảnh võ xương. Mà trên hình ảnh bốn xương thì trên X quang thì có thể phát hiện được, ví dụ như đây hình ảnh scar view của một cái phim chụp các lớp vi tính, nó giống như một cái phim chụp X quang sọ thực quy từ tự nhiên. Thì đây là cái hình ảnh của cái đốn xương sọ thần đỉnh. Thì đây cái mảnh xương đốn cái đầu dưới đây cũng tách rời ở đầu trên, nó dính vào cái vòng xương, và khi nó đốn xương như vậy nó sẽ gây ra tổn thương cũng đúng não ngay phía dưới. Còn đây trên cái phim chụp các lớp vi tính thì đây cái hình đốn xương ở phần bờ trước và bờ sau của mảnh xương đốn, thì cái phần lõm ở chính giữa thì nó tạo ra một hình dạng chắc là phần khuyết ở chính giữa mảnh xương đốn. Tiếp theo là các cái hình ảnh nó chẩn đoán trên chụp các lớp vi tính có thể phát hiện được đối với tổn thương của chấn thương sọ não. Thứ nhất là tổn thương máu tụ ngoài màng cứng, tức là một cái khối máu tụ được giới hạn ở giữa xương và màng cứng, nằm trong khoang màng cứng. Khoang ngoài màng cứng nguyên nhân là thường do tổn thương động mạch màng não giữa hoặc là rách xoang tĩnh mạch, tức là những cái động mạch mà cái dòng chảy máu rất là lớn, nó gây ra một triệu chứng rất là cấp tính. Vị trí hay gặp là thường vùng thái dương với liên quan cái động mạch màng não giữa, và hay có tổn thương xương phối hợp trong 80% các trường hợp. Đây là cái mô hình giới thiệu một cái cơ chế tổn thương, thường là cơ chế tổn thương trực tiếp. Ví dụ một cái tổn thương của thủy thái dương, cơ chế đập trực tiếp một cái vật tác nhân gây ra chấn thương, ví dụ như là nền cứng hoặc là cái búa hoặc là cái dĩ vật đập vào vùng thái dương, thì khi đập như vậy thì gây ra cái tổn thương xương. Và khi tổn thương xương ấy, thì kèm theo là nó làm tổn thương rách cái động mạch màng não giữa vùng thái dương. Khi rách động mạch màng não giữa như vậy thì gây ra một cái chảy máu và gây ra một cái tụ máu ở khoang ngoài màng cứng của vùng thái dương. Và cái vùng chảy máu thì nó tương ứng với cái vị trùng với cái cơ chế tổn thương trực tiếp. Về lâm sàng thì bệnh cảnh thường cấp tính và dấu hiệu lâm sàng thường xuất hiện sớm, và bệnh nhân có thể có khoảng tỉnh sau khi chấn thương, hoặc là sau khi chấn thương bệnh nhân ý thức có u ám rồi hôn mê, hoặc là dấu hiệu khu trú hoặc là giãn đồng tử cùng bên. Thì đây là những dấu hiệu gợi ý trên lâm sàng cái khối máu tụ. Trên hình ảnh cắt lớp vi tính thì thể điển hình dấu hiệu trực tiếp, tức là chúng ta quan sát thấy một cái ổ tăng tỉ trọng tự nhiên, hình thấu kính hai mặt lồi và giới hạn không vượt qua đường khớp. Ở đây không vượt qua đường khớp tức là không vượt qua đường khớp chán đỉnh hoặc không vượt qua đường khớp đỉnh chậm, nhưng mà có thể vượt qua cái lớp gấp của màng cứng, ví dụ như liềm đại não, vì cái bản chất của đường khoang ngoài màng cứng thì nó nằm ở giữa màng cứng với lại xương một sọ trên, nó sẽ có thể vượt qua đường khớp màng cứng. Và ranh giới rất là rõ, khối nằm sát xương và hay gặp là vùng thái dương. Dữ liệu gián tiếp thường liên quan đến đè đẩy, bởi khi mà cái khối tụ lớn thì nó gây ra một cái đè đẩy, ví dụ khối lớn bị đè đẩy não thất, đè đẩy vùng giữa, đè đẩy vùng não sang bên đối diện. Hoặc là các cái tổn thương xương phối hợp hay gặp trong 80-90% các trường hợp. Đối với thể không điển hình thì tùy thuộc vào cái tỉ trọng của máu tụ, có thể là nó đồng tỉ trọng do không có cái máu cục, hoặc tỉ trọng không đều đều tăng đồng tỉ trọng. Thể không điển hình theo vị trí là ngoài cái vùng thái dương hay gặp ra thì có thể gặp bất kỳ vùng nào khác, ví dụ trán, đỉnh, chẩm hoặc là vùng sau, thì đấy là cái vị trí mà có thể gặp nhưng mà nó không thuộc cái thể điển hình. Đây trên hình ảnh cắt lớp vi tính của bệnh nhân chấn thương trên cửa sổ nhu mô, chúng ta quan sát thấy thì đầu tiên là thấy một cái vùng thái dương đỉnh bên phải, thấy một cái khối tăng tỉ trọng nằm sát xương, hình thấu kính hai mặt lồi, ranh giới rất là rõ nét và giới hạn ở phía trước và phía sau, không vượt qua cái đường khớp. Ở đây là trán thái dương và trán đỉnh, và khối này gây ra một cái hiệu ứng khối đè đẩy nhu mô não lân cận,
đè đẩy não thất sang bên đối diện và đè đẩy đường dưỡng sang bên đối diện. Ngoài ra, chúng ta có thể quan sát thấy ngay phía tổ chức ngay dưới gen thì đấy ngày tăng tỷ trọng dày tổ chức dưới gen đây, tức là một cái tụ máu của cái tổ chức dưới gen ngay vùng thái dương, tức là trùng với lại cơ chế của cái tổn thương vùng thái dương, nó cơ chế gây tổn thương trực tiếp. Đây là hình điển hình của khối máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương. Đây một bệnh nhân khác nữa sau chấn thương thì chúng ta quan sát thấy với khối máu tụ tăng tỷ trọng tự nhiên, thì tỷ trọng của máu cục bình thường nếu đo khoảng 60-80 mg/min giới hạn rất là rõ, nằm sát xương hình thấu kính hai mặt lồi và không vượt qua giới hạn của đường khớp ở phía trước và phía sau. Ngoài khối này nó gây ra cái đè đẩy như não và đè đường giữa não thất rất là ít, từ vì cái chiều dày của máu tụ cũng không nhiều. Trên cửa sổ xương thì chúng ta quan sát thấy hình ảnh của cái đường vỡ xương. Đây trường đường gián đoạn nó mất liên tục gây đường vỡ xương. Và khi mà gây ra cái nó vỡ xương như vậy, chính vì thế mà trên ảnh các lưu vi tính thì quan sát hình giảm trọng hình chấm đen đây. Trên này hình chấm đen ở phía trên này thì chính là cái tỷ trọng của khí do cái hình ảnh vỡ xương, tức là giống như là cái vết thương hở gây có khí ở bên trong. Và cái tổ chức dưới da đầu ngay phía lân cận thì nó dày, tăng tỷ trọng đây là cái máu tụ ở dưới da đầu cùng với cái vị trí của máu tụ cứng. Tiếp theo một bệnh nhân khác trên ảnh các lớp vi tính trên cửa sổ nhu mô, chúng quan sát thấy hai hình khối tăng tỷ trọng, một vùng trán, hai vùng thái dương đều hình thấu kính hai mặt lồi nhưng nó bị giới hạn bởi đường khớp. Ví dụ như đây là thái dương trán và trán đỉnh trên và nó bị thắt ngẫn ở giữa, thì chính đây là cái hình khối tụ màng cứng nó không vượt qua đường khớp, thì đây là hai khối máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương và vùng trán bên phải, và cái khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán bên phải nó lớn trên đè đẩy nhu não chủ yếu vùng trán đè đẩy và đè đẩy sang bên đối diện cái não thất và đường dẫn sang bên đối diện đẩy rất là nhiều, và cái quái tụ máu dưới da đầu cùng bên tăng trọng. Ngoài ra ở bên đối diện chúng ta được quan sát thấy một cái hình tăng tỷ trọng nằm ngay phía sát xương nhưng nó không phải hình thấu kính, là hình liền, thì đấy là một cái máu tụ dưới màng cứng bên đối diện kèm theo. Đối với máu tụ dưới màng cứng thì nó là một khối máu tụ nằm trong khoang giữa màng cứng và màng nhện, tức là khoang thuộc về khoang dưới màng cứng. Thường nguyên nhân của cái khối tụ này thường do cái tổn thương của tĩnh mạch vỏ não hoặc là xoang tĩnh mạch hay là cái tĩnh mạch màng nuôi. Và cái tổn thương trên giải bệnh thì thường hay kèm theo tổn thương động dập nhu mô. Về thể lâm sàng thì có thể cấp tính, bán cấp và mãn tính. Đối với thể lâm sàng có thể tụ máu dưới màng cứng cấp tính thì có thể xuất hiện trong vòng 24 giờ sau chấn thương. Thì dấu hiệu nó cũng giống như là cái máu tụ máu của ngoài màng cứng, có thể có khoảng tỉnh sau đấy bệnh nhân có ý thức u ám hoặc dấu hiệu thần kinh khu trú. Còn tụ máu dưới màng cứng bán cấp thì dấu hiệu lâm sàng thường xuất hiện từ 2 đến 10 ngày sau chấn thương, tức là chậm hơn. Còn cái thể mạn tính thì thường xuất hiện sau vài tuần sau chấn thương, tức là dấu hiệu nó chậm hơn nữa. Và lâm sàng thường bệnh nhân có biểu hiện của rối loạn trí nhớ tâm thần hoặc là rối loạn ý thức với các mức độ khác nhau. Đôi khi đối với thể mạn tính thì nó quên mất, bệnh nhân quên không biết là có bị tiền sử chấn thương hay không. Đối với lại cái máu tụ dưới màng cứng thể cấp tính và bán cấp điển hình thì vị trí hay gặp 95% là tầng trên lề, hay gặp là vùng trán đỉnh. Hình ảnh thì đấy một hình ảnh tăng tỷ trọng hình liền nằm sát xương và dọc bề mặt bán cầu đại não và vượt qua đường khớp nhưng mà nó không vượt qua cái điểm đại não hay lều chẳng hạn. Và các dấu hiệu gián tiếp thì đấy là tùy theo cái chiều dày của máu tụ nhiều ít thì nó gây ra hiệu ứng khối ở hư não lân cận hoặc đường giữa hoặc là hệ thống não thất và có tổn thương với phù não và có thể là phối hợp với các tổn thương khác, ví dụ như là tụ máu màng cứng kèm theo hay tổn thương dập nhu mô v.v. Thì đây là trên hình ảnh sơ đồ của một cái
khối máu tụ dưới màng cứng thể cấp tính, như đây là vùng bán cầu bên trái, thì khối máu tụ lan từ trước ra sau, nằm sát xương, hình niềm và vượt qua đường khớp, và nó đè đầy nhu mô não lân cận và đè đầy đường giữa sang bên đối diện, và có thể tổn thương của đụng dập nhu mô ở não ngay phía dưới hoặc là tổn thương ở phía bên đối diện kèm theo. Thì đây trên hình ảnh cắt lớp vi tính của một cái khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính ở bán cầu bên phải. Thì đây là một cái khối máu tụ nó có hình liềm nằm ngay sát xương, nó tăng tỷ trọng tự nhiên, bờ ranh giới rất là rõ, nó đè đẩy nhu mô não lân cận và đè đẩy đường giữa sang bên đối diện. Thì đây là hình ảnh điển hình của một cái khối máu tụ dưới màng cứng, nó lan từ trước ra sau và nó không giới hạn bởi đường khớp. Đối với lại cái thể tụ máu dưới màng cứng bán cấp, vì do có thời gian, nhất là cái thể mãn tính, thì có bắt đầu hình thành cái lớp tế bào nội mô, nó ở bề mặt trong hai bờ của khối máu tụ, nó kèm theo các cái kinh mạch xiên từ phía vùng màng não đi ra phía xương sọ. Cho nên là sau tiêm thuốc thì có thể là cái tế bào nội mô, lớp tế bào nội mô có thể ngấm thuốc hoặc là ngấm thuốc của cái kinh mạch, tạo ra một hình ảnh giả vách sau khi tiêm thuốc. Như đây trên hình ảnh cắt lớp vi tính của cái khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính điển hình, đây hình ảnh tăng tỷ trọng tự nhiên, hình liềm nằm sát xương, nó đi từ trước ra sau, không giới hạn bởi đường khớp, nó đè đẩy nhu mô não sang bên đối diện lân cận và đè đẩy nhu mô não lân cận. Đây là cái hình ảnh của khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính, hình liềm rất là điển hình. Đối với thể không điển hình của tụ máu dưới màng cứng cấp tính ở cấp thì không điển hình tùy thuộc vào cái tỷ trọng, có thể tỷ trọng của khối máu tụ không đồng nhất là liên quan đến khối máu cục hay không, và có cái giải tăng tỷ trọng ở phía trong do tổn thương của cái màng nuôi. Và vị thể không điển hình nó có thể là theo vị trí, có thể là ngoài vùng chán địch, có thể vùng rãnh yên bán cầu của hố sau. Đấy là các cái thể không điển hình của một cái máu tụ dưới màng cứng. Thì ví dụ đây là một cái trường hợp một cái bệnh nhân sau chấn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính cơ sở nhu mô, thì vùng bán cầu bên phải chúng ta thấy rõ là một cái khối tăng tỷ trọng tự nhiên, hình liềm nằm sát xương, vượt qua đường khớp và đè đẩy nhu mô, đè đẩy đường giữa sang bên đối diện. Thì đây là điển hình của một khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính vùng bán cầu bên phải. Ngoài ra chúng ta có thể quan sát thấy dọc những niềm mạch não ở phía sau và phía trên đỉnh ở phía bên phải, thì thấy một cái hình nó tăng tỷ trọng dọc ở bên niềm mạch não, nhưng nó cũng có hình liềm bờ giới hạn rất là rõ, và nó đè đẩy cái nhu mô ở phía lân cận vào trong. Thì đây là hình ảnh của cái khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính, nhưng mà vị trí nó không điển hình thuộc dọc cái niềm mạch não, bởi vì bản thân cái niềm mạch não là màng cứng, trên dưới niềm mạch não đấy là sẽ có một khoảng khoảng dưới màng cứng. Đây là hình ảnh vị trí không điển hình của khối máu tụ dưới màng cứng đèn dọc theo cái niềm mạch não. Đối với lại cái thể máu tụ dưới màng cứng thể mãn tính, hình thái nó thường là hình liềm, nó vẫn đặc điểm về hình dáng thì nó cũng giống như máu tụ dưới màng cứng khác, vẫn là hình liềm, nhưng mà cái tỷ trọng nó khác, tức là giảm tỷ trọng, tức là liên quan đến cái máu tụ nó lâu rồi, nó tiêu đi rồi cho nên giảm tỷ trọng. Hoặc là có thể thấy tỷ trọng hỗn hợp nếu như có những chảy máu nặng, bởi vì chảy máu nặng mới thì nó có máu cục mới thì làm cho nó hòa lẫn trong cái phần giảm tỷ trọng, tạo ra tỷ trọng hỗn hợp. Có thể thấy vôi hóa trong 1% các trường hợp do tổn thương rất là lâu. Vị trí có thể dọc hai bán cầu này hai bên hoặc rãnh yên bán cầu, hoặc là mặt lồi phía trên của nó có thể gây hiệu ứng khối tùy theo cái chiều dày của khối máu tụ. Nếu như mà khối máu tụ một bên thì nó đè đẩy đường giữa não thất hoặc là nhu mô sang bên đối diện. Còn nếu như tụ máu hai bên thì từ hai bên nó đè vào trên, nhiều khi nếu như cân đối hai bên thì làm cho cái đường giữa không bị đè đẩy. Nhưng mà chúng ta có thể quan sát thấy là cái não thất hai bên nó bị áp sát vào nhau, nó nhỏ lại, bé lại,
Đôi khi nếu như khó phân biệt, nhất là trong trường hợp máy mà chụp cái độ phân giải nó kém thì có thể là phải tiêm thuốc để phân biệt. Chẩn đoán. Đây là một cái hình ảnh trên phim chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân mà có chấn thương sọ não. Thì đây là phim chụp trước tiêm, còn đây là một phim chụp sau tiêm. Thì trên cái hình ảnh phim chụp trước tiêm thì quan sát đầu tiên thì quan sát thấy đấy, tức là cái não thất bên phải nó bị xẹp lại và có nhu mô não nó đè đẩy cái đường giữa này sang bên trái, chứng tỏ nó có cái tổn thương bên phải. Thì quan sát kỹ thì thấy đấy một cái hình ngay phía sát xương, đây có một hình đồng và giảm tỷ trọng, nó đồng tỷ trọng ở phía thấp nhưng nó giảm tỷ trọng ở phía trên và nó đè đẩy cái vỏ não này đi vào trong. Tổn thương này có dạng hình liềm nằm ngay sát xương, nó lan từ trước ra sau vượt qua được khớp. Thì chẩn đoán đây là một cái khối máu tụ dưới màng cứng mãn tính bên phải, nó đè đẩy nhu mô và đè đẩy thất sang đối diện. Nếu để kỹ tiếp theo thì có thể thấy quan sát rõ thấy bên đối diện cũng có tổn thương, nó cũng lan từ trước ra sau vượt qua đường khớp, cũng có hình giảm tỷ trọng ở phía trên và đồng tỷ trọng ở phía dưới liền. Thì đây cũng là một cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính ở bên đối diện, nhưng mà chiều dày nó ít hơn trên, nó bị cái khối máu tụ lớn ở bên phải nó đè đẩy nhu mô sang đối diện. Sau tiêm thuốc thì có thể quan sát thấy rõ hơn là cái khối máu tụ ở phía mãn cầu bên phải đây, nhìn thấy rất là rõ hơn rất là nhiều. Ở bên trái đây cái khối máu tụ dưới màng cứng ở bên trái. Vì sau khi tiêm thuốc thì có phần các mạch máu cái màng mềm ngâm thuốc cho nên thể hiện rõ tỷ trọng giữa phần khối máu tụ với lại phần nhu mô lân cận. Thì đối với lại cái thể mãn tính thì sau khi tiêm thuốc, bởi vì là do cái lớp tế bào nội mô phát triển lâu ngày nó phát triển và có cái mạch máu tĩnh mạch xiên, cho nên sau khi tiêm thuốc thì cái lớp nội mô có thể ngấm thuốc và cái tĩnh mạch nó ngấm thuốc. Đây sau khi tiêm thuốc thì cái ngấm thuốc của cái tế bào lớp nội mô và tĩnh mạch xiên thì tạo ra hình ảnh giả vách ở bên trong. Để khi đó thì cần chuẩn đoán phân biệt với lại các cái khối áp xe dưới màng cứng, vì cái áp xe dưới màng cứng ngâm thuốc của thành xung quanh. Đối với lại thể tụ máu dưới màng cứng mãn tính đối với trẻ còn bú thường là chỉ định muộn, có thể quan sát thấy vùng giảm tỷ trọng vùng trán hai bên, có thể quan sát thấy não thất bên giãn nó chèn ép, hoặc là có thể thấy là giãn rộng cái liền mãn cầu hoặc cái sinus. Đấy là những thể mãn tính trẻ còn bú thì nó thường khó chẩn đoán. Đối với máu tụ dưới màng cứng ấy, thì cần chẩn đoán phân biệt. Thứ nhất, đối với thể dưới màng cứng cấp tính thì cần chẩn đoán phân biệt với lại cái tụ máu ngoài màng cứng, bởi vì nó đều là hình tăng tỷ trọng, nhưng mà cái máu tụ ngoài màng cứng thì nó có hình thấu kính là mặt nó không vượt qua đường khớp. Cái thứ hai là cái tụ mủ dưới màng cứng, đối với trường hợp mà cái thể mãn tính của cái tụ máu dưới màng cứng thì ngoài cái dấu ở lâm sàng tụ mủ bao giờ có dấu lâm sàng đau sốt độ chứng nhiễm trùng thường, còn cái tụ mồ hôi thì thường là ngâm thuốc thành vách nhiều hơn và thường liên quan đến tổn thương viêm xoang lân cận hoặc tiền sử phẫu thuật. Tiếp theo là tổn thương phân biệt tổn thương teo não khu trú gây ra giãn rộng khoang dưới nhện. Thì cái giãn rộng khoang dưới nhện thì nó không có dạng hình liềm, hoặc là phân biệt tiếp theo là cái lang khoang dưới nhện, bản chất nó là chứa dịch nhưng nó nằm trong khoang dưới nhện chứ không phải khoang dưới màng cứng, thì chậm nó hoàn toàn giống dịch não tủy. Thì đây phía trên đây thì là một cái hình ảnh của cái máu tụ dưới màng cứng mãn tính, còn phía dưới đây ấy, hình ảnh của một cái tụ dịch dưới màng cứng, tức là bản chất là dịch não tủy nhưng nó nằm trong khoang dưới màng cứng thì tỷ trọng nó hoàn toàn giống dịch não tủy. Đây là phía trán thái dương bên phải, đây là tụ dịch dưới màng cứng tỷ trọng tính nghĩa hoàn toàn giống dịch não tủy. Phân biệt với rộng khoang dưới nhện, trong trường hợp rộng khoang dưới nhện thì nằm cho cái khoang dưới nhện ở phía phía phần nhu mô bị teo đấy, nó rộng ra thì nó kèm theo cái rãnh quần áo nó cũng sâu và rộng, nhưng mà không có dạng hình liềm bởi vì nó lách vào trong cái rãnh quần áo cho nên nó không có dạng hình liềm nữa. Thì đấy là cái điểm để phân biệt. Phân biệt nữa là cái kén khoang dưới nhện, kén khoang dưới nhện thì bản chất nó giống như dịch não tủy, nó nằm trong khoang dưới nhện nó không có dạng hình liềm, giống không có giống như máu tụ dưới màng cứng.
Thì đây là một cái trường hợp áp xe dưới bằng cứng cử liên quan đến cái viêm xoang lân cận, đây ví dụ như tổn thương viêm xoang trán thì gây một cái áp xe, đây là cái chỗ này là cái áp xe ngoài bằng cứng thì nó cũng có hình thấu kính, còn đây là một cái áp xe dưới bằng cứng thì cũng có thể là hình liềm nhưng thường nó thường thành xung quanh bằng thuốc rất là nhiều nhưng có những chứng nhiễm trùng. Còn đây nữa áp xe dưới bằng cứng của vùng hố sau thì khối áp xe trung tâm nó dịch mủ thành xung quanh bằng thuốc rất là nhiều, rất là rõ mạnh lâm sàng cứ lên có chứng nhiễm trùng. Tiếp theo xong cái phần chấn thương với tổn thương của cái ngoài trục, đấy là cái tụ dịch dưới mặt cứng, dưới màng cứng. Bản chất của nó tức là cái thoát dịch não tùy vào trong khoang dưới màng cứng do rách màng nhện. Rách màng nhện đấy có thể sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật. Thì dịch nếu như có kèm theo máu thì nó tạo tỷ trọng trung gian giữa dịch và máu. Lâm sàng ấy thì tụ dịch xuất hiện thường sau 2-4 ngày sau chấn thương. Và thường thì nó bệnh nhân có thể chịu được và cái tụ dịch này có thể nó tự tiêu đi, không cần can thiệp gì cả. Trên các lớp vi tính thì thể điển hình thấy một cái khối dịch giảm tỷ trọng bên ngoài não, tức là phía ngoài trục như khoang dưới màng cứng làm sát xương cũng có hình liềm làm dưới màng cứng, nó lan rộng hai bán cầu và thường ít có những khối hoặc không có những khối, bởi vì cái tụ dịch này nó rất là mức độ rất là ít hơn, ít gây ung khối và thường tự tiêu trong vài ngày vài tuần. Và khi mà cái tụ dịch như vậy thì cần chuẩn bị với lại cái tụ máu mãn tính dưới màng cứng. Đối với tụ máu mãn tính dưới màng cứng thì tụ dịch thường xuất hiện sớm hơn, tỷ trọng dịch nó đồng đều hơn. Gần phân biệt nữa là cái teo não khu trú thì nó làm cho rộng khoang dưới nhện, nó giống như cái phần trình bày phần trước. Thì đây trên hình ảnh cắt lớp vi tính của một cái bệnh nhân có cái tụ dịch dưới màng cứng, chúng ta quan sát thấy là một cái hình giảm tỷ trọng từ vùng trán thái dương bên trái, nó vượt qua đường khớp cũng có hình liềm nhưng tỷ trọng hoàn toàn đây giống tỷ trọng của dịch não tùy. Còn ở phía ảnh bên trái đây tức là ảnh của cái rộng khoảng dưới nhện. Tiếp theo trong cái phần chấn thương là cái tổn thương chảy máu vùng màng não hay chảy máu khoang dưới nhện, thì nó gặp trong 5% các trường hợp mà chấn thương sọ não nặng, thường phối hợp với lại dập nhu mô. Trên hình ảnh chụp các lớp vi tính thì tốt hơn với chụp quang từ để đánh giá tổn thương của chảy máu màng não. Tuy nhiên đối với cái máy quang từ 1.5 tức là cái từ lực nó cao thì khả năng phát hiện các cái chảy máu dưới nhện sử dụng cái sun flare đặc biệt hơn thì có thể phát hiện được dấu sớm của chảy máu khoang dưới nhện. Thì đối với chảy máu khoang dưới nhện thì có thể thấy hình tăng tỷ trọng của máu trong các rãnh của não. Với khoang dưới nhện tức là những bản chất nó khoang dịch não tùy, nó nằm trong các bể não và rãnh của não. Cho nên khi chảy máu trong khoang này thì thấy hình tăng tỷ trọng của máu trong các rãnh của não và bể não. Thì đây hình ảnh của một cái phim chụp các lớp vi tính nhân chấn thương sọ não có chảy máu khoang dưới nhện. Thì như thấy là bình thường khoang dưới nhện nó chứa dịch não tùy cho nó giảm tỷ trọng, nó giống như dịch trong não thất. Nhưng trong trường hợp này thì bệnh nhân chúng ta thấy là cái bể não đây nó tăng tỷ trọng và các cái rãnh cuộn não đây nó cũng tăng tỷ trọng, đây tăng tỷ trọng của máu cục, chẩn đoán đây là một cái chảy máu khoang dưới nhện. Tiếp theo là chảy máu trong não thất, thường thì là thứ phát sau chảy máu trong nhu mô, nó chảy máu trong nhu mô cạnh não thất thì nó tràn vào trong não thất, hoặc là tổn thương bào mọt của tĩnh mạch dưới màng nội tùy thì gây ra chảy máu. Thì khi mà chảy máu ít thì có thể phát hiện thấy máu nó đọng ở phần thấp, nó tạo ra một cái mức dịch ngang ở phía dưới, tức là tỷ trọng máu cục nó tăng tỷ trọng nó thấp hơn, ở phía trên là dịch não tùy nó tạo ra một cái mức ngang. Như đây là cái vùng sừng trầm bên phải, ở phía dưới này tăng tỷ trọng, phía trên là dịch nó tạo ra cái mức ngang. Còn khi chảy máu nhiều thì thấy ví dụ như trong não thất bên trái, toàn bộ não thất bên trái mình tăng tỷ trọng, nằm toàn bộ trong não thất mình tăng tỷ trọng, thì đây là cái chảy máu trong não thất. Và ngoài ra có một số tổn thương nhỏ nhỏ phía chất trắng phía trước đây với tổn thương của sự trục chảy máu. Đối với tổn thương sợi trục là một cái loại tổn thương trong nhu não sau chấn thương có thể gặp. Cái cơ chế thường là do giảm tốc đột ngột nó gây ra đứt sợi trục và đứt các cái mạch máu nhỏ làm giáp ranh giữa vùng chất trắng và chất xám. Vị trí của tổn thương sợi trục là cái vị trí giáp ranh chất trắng và chất xám,
hay gặp 50% trường hợp, hoặc là chất trắng trong thịt chai, hoặc trung tâm bầu dục, hoặc vào trong. Về lâm sàng thường bệnh nhân rất là nặng, bệnh nhân thường hôn mê sâu, tiến triển rất nặng ngay từ sau chấn thương. Chụp cắt lớp vi tính lúc đầu có thể bình thường, hoặc là có thể phát hiện được hai thể, một là cái tổn thương sợi trục có phù não, nó gây giảm thể trọng, hoặc là tổn thương sợi trục nó chảy máu tăng thể trọng. Đối với các cái tổn thương sợi trục này, nếu như theo dõi thì nó sẽ gây ra một cái tổn thương di chứng, nó gây ra teo hoặc là khuyết não hoặc là vỡ myelin, thì đấy là trong trường mà sau chấn thương có thể phát hiện được trên chụp cắt lớp vi tính. Thường kích thước tổn thương sợi trục rất là nhỏ, thì đây ví dụ như trên cái nhân sau chấn thương sọ não trên chụp cắt lớp vi tính cửa sổ nhu mô, chúng ta có thể quan sát thấy đây là vùng ranh giới chất trắng chất xám có vùng chấm tăng thể trọng, đây là vùng chấm tăng thể trọng, vùng trán, đây là vùng thái dương bên phải, còn đây là vùng cánh tay sau vào trong, kích thước khoảng 5-10 mm rất là nhỏ, tăng thể trọng. Ở đây cánh tay sau vào trong bên trái, đây tổn thương vùng ranh giới chất trắng chất xám, tổn thương vùng chất trắng cánh tay sau vào trong, thì đây là cái tổn thương sợi trục chảy máu, sợi trục có chảy máu. Thì đây là hình ảnh sơ đồ mô tả cái vị trí có thể gặp của cái tổn thương sợi trục, ví dụ như thể chai hoặc là trong vùng thần não nơi chất trắng đi qua. Ở đây là một cái tổn thương bệnh nhân có tổn thương sợi trục của phía trước, vùng ranh giới chất trắng chất xám ở phía thủy trán bên phải. Tiếp theo một cái loại tổn thương chấn thương sọ não có thể gặp, đấy là tổn thương đụng dập não. Thì trong đụng dập não thì có hai thể, một là tổn thương có chảy máu, nó kèm theo cái tổn thương của cái cánh mạch máu nhỏ đấy, kèm theo cái chảy máu. Thì đối với tổn thương chảy máu, đụng dập chảy máu thì các lớp vi tính phát hiện rất là tốt, đa số phát hiện được 91% các trường hợp. Loại tổn thương thứ hai là cái tổn thương đụng dập nhưng mà không chảy máu, tức là cái thể phù nề. Thì đối với phù nề thì trên các lớp vi tính hoặc giảm thể trọng hoặc nếu nhỏ thì rất là khó phát hiện, cho nên cái tỷ lệ phát hiện được trên các lớp vi tính rất là thấp, chỉ độ 15% các trường hợp. Như vậy trong cái đụng dập não thì đa số phát hiện là cái tổn thương đụng dập thể chảy máu, còn đụng dập thể phù nề thì thường khó phát hiện. Thì vị trí hay gặp thì đụng dập vùng chảy máu vùng vỏ và dưới vỏ, và cơ chế thì thường đối diện với lại bên chấn thương. Trên chụp các lớp vi tính thì thấy các vùng chảy máu lại thể nó tăng thể trọng, và có thể thấy những cái vùng phù nề, đấy là cái đụng dập thể phù nề. Và khi mà cái khối máu tụ phù nề, khối máu tụ hoặc phù nề lớn thì gây ra hiệu ứng khối, và khi mà cái khối máu tụ nó tiêu đi nó tiến triển thành đồng thể trọng và sau là thành teo hoặc huyết não di chứng. Sau tiêm thuốc thì cái vùng tổn thương có thể ngấm thuốc bởi do cái phá vỡ hàng rào mạch máu não sau khi bị chấn thương 2-3 tuần. Thì đây hình ảnh của một cái bệnh nhân mà sau chấn thương sọ não, chúng ta quan sát thấy đây là trên cái cửa sổ nhu mô, đây cửa sổ xương. Trên cửa sổ xương thì thấy vùng xương nền sọ, vùng trần của mắt hai bên, thấy có cái hình vỡ xương, nó rất là nhiều góc cạnh. Thì đây là cái vỡ của cái trần của mắt, vỡ là nhiều mảnh, thường bệnh nhân thường có biểu hiện đeo kính râm. Ở nhu mô thì chúng ta quan sát thấy là cái vùng thủy trán, cái vùng giảm thể trọng không đồng nhất, bên trong vùng giảm thể trọng thì có những cái vùng chấn tăng thể trọng, đây là chấn tăng thể trọng chảy máu kèm theo phù nề, là vùng này vùng vỏ và dưới vỏ, trán bên đối diện bên trái cũng có những tổn thương của vùng thủy trán nền hai bên chiều hướng bên phải, tổn thương tăng thể trọng chảy máu cũng dập vỏ phù nề và cái vùng phù nề xung quanh. Đây là một bệnh nhân khác mà sau chấn thương để quan sát thấy tổn thương đụng dập não, thì đây là vùng thủy trán, đây hình tăng thể trọng và xung quanh một vùng phù nề nhỏ, vùng thủy trán vùng reo vùng vỏ thủy trán, đây vậy thủy trán đây có cái vùng tăng thể trọng chảy máu đụng dập. Đây ví dụ khác, khi bệnh nhân khác thì có hình ảnh của tăng thể trọng của vùng chảy máu vùng vỏ ở dưới vỏ và xung quanh có phần giảm trọng phù nề kèm theo, đây là hình của cái tổn thương đụng dập chảy máu. Tiếp theo một cái tổn thương trong nuôi não khác sau chấn thương có thể gặp, thì đấy là tổn thương dập nát não. Thì về sở hữu bệnh thì thường
thì cái vùng tổn thương nó đối diện với lại cái vùng cơ chế tổn thương. Có thể gặp vùng thái dương, vùng trán thái dương, và trên hình ảnh giải phẫu thì cái nhu mô não vùng này nó bị nhũn, bị dập nát, như là nhão như bùn hoặc là có máu cục bên trong, và thường hay có tụ máu dưới màng cứng phối hợp. Trên các lớp vi tính thì nó là một cái đám tăng tỷ trọng lan tỏa, bờ không rõ nét, gồ ghề, không đồng đều hơn so với đụng dập. Rồi cái dập nát này nó nhũn, nham nhở. Tiếp theo là cái tổn thương khác trong nhu mô sau chấn thương, đấy là máu tụ trong não. Thì đấy là do cái tổn thương rách động mạch gây chảy máu, và chảy máu này sẽ tụ lại thành một cái khối máu tụ ở trong nhu mô. Trên các lớp vi tính thì rất dễ phát hiện một khối tăng tỷ trọng mờ rõ đồng đều, thường xuất hiện sớm trong vòng 15 ngày đầu. Cái khối máu tụ này nó sẽ tiến triển tiêu đi thành đồng tỷ trọng, và có thể sau tiêm thuốc có thể ngưng thuốc viện là do cái vỡ hoặc não, và di chứng để sau này thì khối máu tụ tiêu đi nó sẽ tạo một cái khuyết hay hốc não. Thì không điển hình thì có khoảng trống, tức là không có dấu hiệu trên các lớp vi tính sau vài ngày về giờ, tức là sau khi chấn thương sau vài ngày về giờ thì chụp không phát hiện thấy tổn thương, nhưng sau đấy thì do cái tổn thương động mạch nó gây ra chảy máu tụ máu dần dần phát hiện muộn sau. Đây là hình ảnh của một cái bệnh nhân mà chấn thương, thì quan sát thấy vùng thùy trán bên trái một khối máu tụ lớn tăng tỷ trọng không đồng nhất. Thì đây là một khối máu tụ tăng tỷ trọng không đồng nhất. Tỷ trọng này nếu máu cục thì đo khoảng 60 đến 80 mmHg. Và khối tụ lớn thì nó gây đè đẩy nhu mô não lân cận, đè đẩy đường giữa, đè đẩy não thất sang bên đối diện, và cái phần nhu mô não vùng vòng lân cận thì nó có thể đụng dập dập nát kèm theo. Và ngoài ra thì bệnh nhân này có chúng ta quan sát thấy, tức là cái não thất nó đè đẩy đường giữa, đè đẩy não thất, và cái não thất bên bên phải nó bị giãn, và cái phần thấp của sừng chẩn não thất bên phải thì có một cái mức ngang. Thì đây là cái máu tụ trong não thất và toàn bộ sừng nó thấp bên bên trái, sừng trán và sừng chẩm, thì cái toàn bộ máu tụ lấp đầy trong cả cái não thấp bên bên trái, và đây nó thứ tư cũng có máu tụ ở bên trong kèm theo, và các cái tổn thương này phối hợp với nhau. Và ngoài ra có thể quan sát thấy đây nó kèm theo một cái máu tụ dưới màng cứng ở vùng thái dương bên trái kèm theo. Một cái thể tổn thương chấn thương khác đấy là một cái vết thương xuyên thấu, ví dụ trong trường hợp đạn bắn thì toàn bộ cái tổn thương nó nằm dọc theo cái đường đi của cái vết thương. Thì đây là một cái vết thương có cái mảnh đạn, cái mảnh đạn thì nó sẽ tạo ra một tăng tỷ trọng rất là nhiều và có nhiễu ảnh xung quanh kèm theo. Thì đây là có cái mảnh đạn bên trong, và nhu mô thì nó sẽ có cái tổn thương đụng dập dập nát chảy máu toàn bộ dọc theo cái đường đi của chảy máu, và có thể là cái mảnh xương vỡ kèm theo nó bắn vào trong nhu mô tạo thành có cái dị vật ở bên trong, mình tăng tỷ trọng trên cửa sổ xương để phát hiện thấy cái mảnh xương bắn ở bên trong, và có thể chảy máu màng não, chảy máu trong não thất, và có khí bên trong nếu cái thường hợp. Thì đây cái tổn thương rất là phức tạp, nó bao gồm nhiều các loại tổn thương kèm theo tổn thương dọc theo đường đi của cái đạn bắn. Tiếp theo cái tổn thương chấn thương có thể gặp đấy là cái tổn thương đụng dập phù nề não. Thì trên các lớp vi tính thì hình phù nề, đụng dập phù nề thì nó hình giảm tỷ trọng lan tỏa chủ yếu là chất trắng. Thường ý, thì giờ đầu sau chấn thương thì thường rất là khó quan sát, thì rõ nhất là ngày thứ ba và mất dần sau 2-3 tuần. Có thể là đồng tỷ trọng, khi đồng tỷ trọng tức là cái phù nề nó giảm tỷ trọng nhưng mà có chảy máu bên trong tạo ra hình ảnh nó đồng tỷ trọng. Vị trí hay gặp thì nó vùng vị trí là thái dương và thái dương đỉnh. Phù nề có thể gây ra những khối đường giữa hoặc não thất. Và đối với phù nề như vậy, giảm trọng như vậy thì cần chuẩn đoán về với cái tổn thương phù nề khác, ví dụ như là do nhồi máu hoặc là do phù nề u. Một tổn thương nữa trong cái phần tổn thương sau chấn thương nhu mô não thì đấy là tổn thương phồng não toàn bộ. Thì đây là do cái hậu quả rối loạn hệ thống điều hòa và biến đổi hàng rào máu não gây ra phù não. Nguyên nhân là do thiếu oxy nguyên phát hoặc là do chèn ép của khối máu tụ. Bởi khối máu tụ chèn ép vào các cái động mạch nuôi thì gây ra một cái ứ trệ tuần hoàn, thiếu máu và gây ra một cái phồng não toàn bộ, thường xuất hiện 24-48 giờ đầu sau chấn thương. Khi phồng như vậy nó gây ra xẹp toàn bộ hệ thống não thất, bởi vì nó phồng toàn bộ đồng đều chứ nó không có đè đẩy giữa đều từ hai bên, nhưng chỉ thấy quan sát là não thất bị xẹp lại, xóa các cái khe sinh vít các bể não bởi do cái
phòng phòng toàn bộ não, mất phân biệt ranh giới chất nhánh chất xám. Sau tiêm thuốc thì có thể ngâm thuốc cái dài do cái vỏ não bị ra đây. Khi mà cái phù này nó giảm, tức là tiến triển tốt, thì nó sẽ gây ra biểu hiện thấy là có thể mình tụ dịch khoảng dưới nhận. Thì chúng ta quan sát thấy trên các lớp vi tính, cửa sổ nhu mô, các lớp cắt phía trên đến lớp cắt phía dưới, chúng ta quan sát thấy tức là cái não thất hai bên rất là khó quan sát, bị xẹp lại hoàn toàn. Toàn bộ cái nhu mô não giảm tỉ trọng, mất phân biệt ranh giới chất trắng chất xám, xóa các rãnh quận não, không còn rõ rãnh quận não, không còn rõ cái dịch não tủy giảm tỉ trọng trong rãnh quận não. Vùng bể não ở phía trên yên xóa hết, không còn thấy cái bể quanh cầu phía trước đây. Tức là điển hình của một cái phù não hay phồng não toàn bộ, nó gây ra giảm tỉ trọng và mất phân biệt ranh giới chất xám và chèn ép não thất và xóa các phần quân não và xóa bể não. Các cái tổn thương thứ phát sau chấn thương có thể gặp thì đấy là do hậu quả của tổn thương sớm, hậu quả những khối của cái khối máu tụ của tổn thương trong nhu mô não gây ra phù não, thì gây ra cái điển hình là cái thoát vị não. Thì chúng ta có loại thoát vị dưới lề, có khe pisa thoát vị qua lề thượng não, vẫn có lỗ chập. Thì đây là hình ảnh mô hình diễn tả các cái khối máu tụ nó gây ra cái chèn ép, gây ra thoát vị. Ví dụ như đây một khối máu tụ lớn vùng thái dương, đỉnh bên trái chèn ép nhu mô, nhu mô chèn ép thì đè đẩy sang bên đối diện, vượt qua cái liềm vai não sang bên đối diện, thì gây ra một cái thoát vị, thì một cái thoát vị dưới liềm vai não. Một cái tổn thương ở khối máu tụ ở trong hố sau thì làm cho tăng áp lực của hố sau. Khi tăng áp lực hố sau thì hoặc nó sẽ đè đẩy nhu vùng hố sau bắn cầu tuyệt não, nhất là vùng thủy hạnh nhân tiểu não qua lỗ chầm xuống dưới, thì gây ra một cái thoát vị đây, thoát vị qua lỗ chầm hay thoát vị hạnh nhân tiểu não. Khi hạnh nhân tiểu não vượt qua cái đường của lỗ chầm dưới 50 mét thì đấy là cái đặc điểm của cái thoát vị, mà thấy rõ trên cái hướng cắt đứng dọc từ trước ra sau, và thấy rõ trên cụm từ hoặc là trên các lớp vi tính tái tạo hướng đứng dọc. Hoặc là khối tụ lớn thì gây đè đẩy nhu mô bắn cầu tuyệt não qua lên phía trên, qua cái bờ trước tự do của cái lều tuyệt não, thì gây ra cái thoát vị qua lều tuyệt não. Một loại thoát vị nữa, ví dụ như là một cái tổn thương khối tụ lớn máu trong nhu mô của thủy thái dương, thì chèn ép làm cho cái thủy thái dương trong nó bị đẩy vào trong và ra sau. Thì khi đẩy vào trong và ra sau như vậy thì nó gây chèn ép vào cuống đại não và xóa mất cái bể quanh cuống đại não. Thì đây là một cái dấu hiệu của một cái thoát vị qua khe pisa. Thì đấy là các cái loại có thể thoát vị hay gặp trên sau bệnh nhân có cái khối máu tụ hoặc là một cái chuỗi khối trong nhu mô não để gây ra. Mà trên cái hình ảnh các lớp vi tính chúng ta cần phải chẩn đoán sớm các dối loạn này để xử trí kịp thời. Ngoài ra thì các cái tổn thương di chứng sau chấn thương sọ não, ví dụ như là cái khuyết não sau chấn thương hoặc là thoái hóa myelin hoặc là hệ thống hoặc hệ xoang hang. Tóm lại, phần chấn thương sọ não thì đối với chụp các lớp vi tính là một cái thăm khám chính để quyết định theo dõi và hướng điều trị. Và chụp các lớp vi tính còn rất tốt để phát hiện các cái tổn thương xương. Phần bài giảng đến đây là hết. Xin cảm ơn.